Nếu không may bạn bị lây COVID và trở thành F0 thì có nguy hiểm không? Và bạn nên làm gì hay chuẩn bị những gì để chuẩn bị cho công cuộc cách ly và điều trị sắp tới? Thế thì sẽ có 3 điều mà các bạn cần phải lưu ý sau khi mà các bạn biết mình dương tính với COVID. Đầu tiên là hãy thật sự bình tĩnh. Hãy thật sự bình tĩnh và không có lo lắng, sợ hãi gì cả. Bởi vì chúng ta biết rằng phần lớn các trường hợp nhiễm COVID thì thông thường không có triệu chứng hoặc rất nhẹ và chúng ta có hoàn toàn có thể là bình phục với những điều trị thông thường, cách ly tại nhà sau 2 tuần. Nếu chúng ta không bình tĩnh thì đôi khi chúng ta sẽ không xử lý được các cái tình huống cho phù hợp cũng như có thể làm lây lan dịch bệnh cho người nhà cũng như cộng đồng. Và càng sợ hãi, càng mất bình tĩnh thì cái hệ miễn dịch của chúng ta nó sẽ càng yếu, càng kém và làm thuận lợi cho cái việc virus nó nhân lên trong cơ thể nhiều hơn. Chính vì vậy, việc đầu tiên là bình tĩnh. Việc thứ hai các bạn cần phải làm ngay sau khi biết mình dương tính đó chính là chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, vật tư trang cho cái công cuộc các bạn chuẩn bị đi cách ly hoặc là cách ly tại nhà. Thế thì chuẩn bị phòng cách ly, chuẩn bị tất cả những vật dụng cá nhân hàng ngày để cách ly, chuẩn bị đồ ăn, thức uống, chuẩn bị một số các loại thuốc thông thường như là hạ sốt, giảm đau, chống tiêu chảy, bù nước, điện giải hay là tăng cường một số những cái vitamin để chúng ta có thể sử dụng trong quá trình điều trị. Và thứ năm đó là các loại dung dịch sát khuẩn, kiểm soát nhiễm khuẩn như là khẩu trang, găng tay hay là các loại nước súc họng. Việc thứ ba các bạn cần phải làm ngay lập tức sau khi biết mình bị dương tính đó là hãy viết liệt kê ra tất cả các số liên lạc hỗ trợ y tế. Thứ nhất là liên lạc với cơ sở y tế gần nhất địa phương, các trạm y tế phường, trung tâm y tế phường hay là tổ COVID. Thứ hai là số để gọi cấp cứu trong trường hợp khẩn cấp, 115 để gọi cấp cứu với y tế, xe cứu thương. Còn nếu trong trường hợp mà chúng ta cúm quá không gọi được thì có thể gọi 113 hoặc 114. Trong trường hợp này thì các cái đơn vị cấp cứu này họ cũng sẽ hỗ trợ chúng ta về vấn đề về hỗ trợ cấp cứu COVID. Và số máy hỗ trợ y tế online thứ ba đó là 1800 1119, nhánh số 2. Đây là số máy hotline hỗ trợ y tế online của mạng lưới thầy thuốc đồng hành, một cái tổ chức hỗ trợ y tế cho COVID của Hội Thầy Thuốc Trẻ Việt Nam. Và trong đây thì có hơn 2.000 các bác sĩ và tình nguyện viên hỗ trợ y tế cho các bạn trong quá trình khi các bạn cách ly y tế tại nhà F0 hoặc F1. Hàng ngày khi mà các bạn liên lạc rồi thì sẽ có các bác sĩ cũng như tình nguyện viên theo dõi cho các bạn để hỗ trợ, tư vấn, chăm sóc và hướng dẫn các bạn xử trí những cái tình huống khẩn cấp nhất. Trong tình hình dịch bệnh rất là phức tạp thế này thì mình cũng sẽ làm nhiều hơn những cái video chia sẻ những kiến thức để giúp cho mọi người có thể là ứng dụng chăm sóc sức khỏe cũng như chủ động theo dõi và nâng cao cái sức đề kháng hệ miễn dịch, đặc biệt là đối với những bạn cách ly tại cộng đồng, những bạn nào mà đang nhiễm COVID mà điều trị tại nhà. Thì hy vọng là các bạn có thể là bình luận những cái ý kiến cũng như câu hỏi, cái vấn đề sức khỏe của bạn xuống phía dưới. Mình sẽ tập trung để chia sẻ cho mọi người nhiều hơn. Và các bạn cũng đừng quên là giúp bác sĩ chia sẻ cái đầu số hotline 1800 1119, nhánh số 2 của mạng lưới thầy thuốc đồng hành. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo. Đừng quên bấm đăng ký kênh cũng như là bật cái chuông lên để có thể nhận được những video tiếp theo từ bác sĩ Ninh nhé.